Hello, xin chào các bạn, mình là Kim Nam Trong đây. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mình claim tiếp 10 loại đồng có trong ví PhoenixPay. Nhưng lần này đặc biệt hơn là mỗi lần claim chỉ cách nhau chỉ có 1 phút thôi nha các bạn. Và đầu tiên thì các bạn cần phải lấy một cái địa chỉ ví của một cái loại đồng nào đó trong PhoenixPay để mình bắt đầu đào. Mình sẽ làm cho các bạn ví dụ ba loại đồng mà mình đang tập trung đào nhé, đó là Dogecoin, Tron và DigiBuy. Thì ba loại đồng này hiện tại nó đang có giá dưới $1. Nếu mà mình ôm càng nhiều thì sau này lúc mà nó tăng thì lợi nhuận của nó sẽ rất là cao. Bây giờ mình sẽ đi lấy địa chỉ ví của lòng Doge trước nhé. Các bạn vô phần Deposit, các bạn kéo xuống và chọn cái địa chỉ của lòng Dogecoin mình copy. Sau đó các bạn sẽ nhấp vô phần link, mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nha. Sau khi các bạn nhấp vô phần link đó, nó sẽ hiện một trang web như thế này. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình có thể claim được cái khoảng giữa 75.000 cho đến 80.000 Satoshi của đồng Doge mỗi 1 phút. Nên là lúc mà các bạn nhập vào thì các bạn thực hiện các captcha và nhiệm vụ của nó thì nó sẽ ngẫu nhiên chứ không phải là 75 hoặc là 80 nha, nó có thể nằm giữa khoảng này. Bây giờ các bạn sẽ dán địa chỉ ví hồi nãy mình mới vừa copy xong. Rồi các bạn kéo xuống, bạn chọn login. Và ở đây mình sẽ làm nhiệm vụ nha: Yellow, Green, Silver, Black. Yellow, Green, Silver, Black. Và ở đây có một cái captcha các bạn phải nhập chữ vào nha. Until khoảng cách next time. Ok, các bạn kéo xuống verify claim. Rồi, 76.432 Satoshi đã chuyển tới ví PhoenixPay. Bây giờ mình sẽ làm tiếp ví dụ của đồng Tron nha. Các bạn cần phải về ví PhoenixPay của mình để các bạn copy cái đường link của đồng Tron. Link ví Tron, copy. Các bạn nhấp vào cái link của đồng Tron ở dưới phần mô tả video nha. Các bạn dán vào. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là claim giữa 360.000 cho đến 400.000 Satoshi mỗi 1 phút nha. Rồi các bạn kéo xuống, login. Các bạn thực hiện nhiệm vụ của các cha nha: Orange, Purple, Beige, Green. Orange, Purple, Beige, Green. Rồi các bạn thực hiện cái captcha ở đây. Fail. Đây. Ok, các bạn kéo xuống verify captcha. Đây, 379.883 Satoshi của thằng Tron nó được chuyển về ví PhoenixPay. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp thằng DigiBuy nha. Các bạn về lại ví PhoenixPay. Các bạn chọn được link của DigiBuy, copy. Các bạn nhấp link của phần mô tả đào DigiBuy nha. Nó sẽ hiện ở trang web này. Thì đây là mình có thể claim between, claim giữa 400.000 cho đến 460.000 Satoshi của thằng DigiBuy mỗi phút. Thì các bạn dán địa chỉ ví DigiBuy vào. Các bạn kéo xuống và chọn login. Ở đây có nhiệm vụ là Ivory Black White Beige. Các bạn xuống và chọn thực hiện cái captcha ha, lop gạch nối head. Rồi các bạn kéo xuống chọn verify. Rồi các bạn có thể thấy là 431.047 Satoshi đã chuyển vào ví PhoenixPay. Bây giờ mình sẽ qua ví PhoenixPay để mình kiểm tra xem ba loại đồng này đã về ví chưa nha các bạn.
Rồi các bạn kéo xuống. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là nó đã về rồi nha. Ok, cảm ơn các bạn.